Đinh Quang Thái kính chào quý khán giả của người Việt TV Online. Sau đây là một điểm tin sáng thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2019. Trước hết là tin liên quan đến tình hình tại khu vực Biển Đông. Bằng một hành động hết sức là bất ngờ, sáng ngày hôm nay Tổng thống của Philippines là ông Duterte đã ra lệnh rằng tất cả các tàu bè quốc tế khi đi ngang qua cái khu vực lãnh hải của Philippines thì phải xin phép. Ông nói nhấn mạnh trong một cái thông điệp gửi cho quốc tế rằng hoặc là những chiếc tàu đó sẽ được đón nhận thân thiện Hai là họ sẽ đối đầu uh, một cái cứng rắn uh, đối với quân đội của Philippines. Thưa quý vị, uh, trong cuộc họp báo sáng hôm nay thì phát ngôn viên của chính phủ Philippines là Penelo khi báo chí hỏi rằng uh, đối đầu hoặc là được đón chào thân thiện nghĩa là sao? Thì người phát ngôn viên này nói rất rõ, đặc biệt là liên quan đến chiếc tàu của Trung Quốc. Bấy nhiêu uh, thời gian qua, uh, lời của uh, phát ngôn viên nói rằng Chúng tôi tức là Philippines đã để lơ cho các tàu bè của Trung Quốc đi ngang qua hải phận của chúng tôi. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, nếu mà họ không có giấy phép thì chắc chắn họ sẽ gặp một cái phản ứng dữ dội và Philippines không loại bỏ cái trường hợp có thể dùng quân đội để buộc những chiếc tàu này đi ra khỏi hải phận của Philippines. Cũng liên quan đến Biển Đông thì kể từ tối thứ Sáu vừa qua, ngay sau khi lệnh cấm của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc ngang ngược cấm tất cả các tàu không được đánh cá trong một số các hòn đảo chung quanh Biển Đông, thì họ đã giải tỏa cái lệnh cấm đó từ hôm thứ Sáu vừa qua. Và thưa quý vị, lập tức có trên 1.000 chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc đã đổ về khu vực Biển Đông. Và tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng có thể trong vài ngày sắp tới, số lượng tàu đánh cá của Trung Quốc đổ về Biển Đông có thể lên tới 3.000 chiếc. Cái vụ này, Trung Quốc bắt đầu áp dụng cái luật ngang ngược này từ năm 1999. Và năm nay, thì họ đưa ra cái thời hạn cấm đánh cá là từ ngày mùng 1 tới tháng 5 cho tới ngày 16 tới tháng 8 năm 2019. Việt Nam và nhiều quốc gia chung quanh trong đó có Philippines, Indonesia đã lên tiếng chống lại cái quyết định này về vấn đề cấm đánh cá của Trung Quốc. Việt Nam nói rằng Trung Quốc đã vi phạm lãnh hải của nhiều quốc gia và cái lệnh cấm này đã xâm phạm vào cái vùng biển thuộc về đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các nhà quan sát quốc tế cho rằng cái lệnh của Trung Quốc chắc chắn sẽ làm cho tình hình tại khu vực nóng hơn nữa. Nhìn sang tình hình tại Hồng Kông thì thưa quý vị ngày hôm nay một số các tiệm bánh tại Hồng Kông trong bối cảnh sắp sửa đón Tết Trung Thu, họ đã cho bày bán những cái bánh để bày tỏ cái sự ủng hộ của họ đối phong trào đấu tranh dân chủ tại Hồng Kông. À, chúng ta sẽ thấy những chiếc bánh ở trên hình ảnh video đó in những cái dòng chữ như là không lùi bước, không giải tán và hoan hô người Hồng Kông. Thưa quý vị, cuộc đấu tranh của người dân Hồng Kông tính cho tới ngày Chủ nhật vừa qua là 11 tuần lễ. Và hôm Chủ nhật vừa rồi thì là một cuộc xuống đường rất là ôn hòa với sự tham dự của 1 triệu 700 ngàn người. Các cơ quan công lực của Hoa Kỳ và đặc biệt là cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI đã chặn đứng kịp ba cái âm mưu và muốn dùng súng tàn sát tập thể diễn ra tại nước Mỹ. Cái vụ trận đứng này xảy ra sau khi có 3 vụ bắn tại California, Texas và Ohio. Cái vụ trận bắn đầu trận bắt được đầu tiên là tại tiểu bang Connecticut. FBI đã bắt một thanh niên 22 tuổi có tên là Brandon Washon. Anh chàng này bị bắt hôm 15 tháng 8 vừa qua và khi FBI khám nhà thì thấy rất nhiều súng đạn kể cả những cái áo giáp để mà chống đạn nữa. Và tay này nó đưa lên trên Facebook một cái lời nhắn uh, đe dọa là sẽ dùng súng để tàn sát tập thể uh, Brandon sẽ phải ra tòa và số tiền để mà xin tài ngoại hầu cha là 250.000 Mỹ Kim. Tay này 22 tuổi. Một thanh niên trẻ thứ hai 25 tuổi tên là Kristen Scott bị bắt tại Florida. Khi FBI bắt là bởi vì Tristan um, Scott này đưa ra lời đe dọa trên mạng xã hội là muốn đạt một cái kỷ lục trên thế giới này về bắn chết người tập thể và y nói rằng muốn bắn 100 nạn nhân và đã chọn những cái địa điểm sẽ tiến hành những vụ thảm sát này ở đâu. Khi có tin chỉ báo thì FBI đã đến lục soát căn nhà của Kristen Scott và tìm thấy rất nhiều súng đạn. Cái vụ chặn thứ ba đó là tại tiểu bang Ohio người này 20 tuổi, cũng là một thanh niên nữa tên là James Redden. Đưa ra những lời đe dọa là sẽ tấn công uh, tàn sát cái cộng đồng người Do Thái tại Ohio. Uh, thưa quý vị FBI đã bắt giữ uh, James uh, uh, Redden này vào hôm 17 tây tháng 8 vừa qua tại nhà của y. Uh, theo như tờ báo um, the Sacramento Bee uh, thì thưa quý vị trong thời gian từ năm 2016 cho tới năm 2017 vừa qua đó, cái số vụ mà thể hiện cái lòng thù hận tại nước Mỹ nhắm tới những cộng đồng đa sắc tộc lên rất cao, đã lên tới uh, tổng cộng là đi 58% và đây là một cái điều rất đáng lo lắng cái bản tin vừa rồi cho chúng ta thấy rằng ba tay rất trẻ, một tay 21 tuổi, một tay 25 tuổi và một tay 20 tuổi đều bày tỏ cái thái độ hận thù và muốn tàn sát tập thể. Đây là một cái tệ nạn của nước Mỹ. Tại California và quận Cam là nơi có đông đảo người Việt Nam sinh sống thì thưa quý vị một cái đoạn video vừa mới được tung ra từ chiều tối hôm qua cho tới sáng ngày hôm nay gây ra một cái sự phấn uất trong cái dư luận là bởi trong cái video này thì 10 học sinh thuộc trường Pacifica High School tại thành phố Grove tức là các cái cộng đồng Việt Nam, là trung tâm của cộng đồng Việt Nam thì đúng hơn. 10 chàng thanh niên này đã dự một bữa tiệc và dựa, uh, mở một cái bản nhạc của cái thời mà Đức Quốc xã Hitler và đồng thời dùng cái lối chào của Hitler để chào nhau. Chúng ta biết rằng Hitler là một nhà độc tài mà đã gây ra cái thảm họa trong chuyện này như thế chiến. Dẫn tới cái chết của 6 triệu người Do Thái à, Đây là một cái hành động Của một nhóm thanh niên trẻ Tại Cardinal Muốn bày tỏ cái um, ước muốn Là cộng đồng da trắng phải là cộng đồng ưu việt Tức là White Supremacy Thưa quý vị, cuốn video này được quay Vào tháng 11 năm 2018 Và chỉ được uh, loan truyền Trong cái nhóm bạn học sinh mà thôi Nhưng mà ngày hôm qua thì cuốn video này Lọt vào tay các cơ sở truyền thông Hầu hết các đài sáng ngày hôm nay Đều loan cái tin này Thưa quý vị, tờ Daily Beach thì cho biết là cái vấn đề mà hận thù chủng tộc nó gia tăng một cách rất đáng ngại tại Hoa Kỳ. À, một cái bằng chứng cụ thể là trong cái thời gian cách đây chừng độ 2 tháng tại một cái trường học ở Newport Beach và tại Costa Mesa cũng thuộc miền Nam California đã có một cái đám trẻ ăn nhậu với nhau và họ sắp cái ly bằng ni lông màu đỏ hình cờ chữ vạn của thời Đức Quốc xã Hitler và đứng chào nhau theo kiểu Hitler. Hitler lên cầm quyền được bởi vì đưa ra chủ trương rằng chỉ có người da trắng uh, thuần chủng mới là một cái sắc tộc gọi là ưu việt trên quả đất này thôi và cần phải tàn sát những sắc tộc không phải là white supremacy. Cả một cái phi hành đoàn cũng như là phi công của một cái chuyến bay SkyWest Airlines đã đuổi 75 hành khách ra khỏi một chuyến bay khi chuyến bay này dự tính cất cánh từ Detroit để bay đi Houston. Và thưa quý vị, um, sự thể là bởi vì có một người hành khách tên là Isola 23 tuổi đi cùng với mẹ của mình, à, chị của mình và một cậu em 21 tuổi. Thì cậu em đó bị bệnh điếc tai cho nên không hành xử cách bình thường được. Khi đi vào máy bay thì vì hãng máy bay sắp chỗ riêng biệt thì anh Isola này có nhờ một cái người đổi chỗ để cậu em có thể ngồi cạnh anh ta. Cái người hành khách kia rất vui vẻ đổi chỗ, Nhưng mà ngay lập tức thì một người tiếp viên của phi hành đoàn Skywest Sky Airlines đến và nói rằng cậu em 21 tuổi bị bệnh đã phải trở về chỗ ngồi của mình, thì đôi bên cũng có lời qua tiếng lại thì lúc đó phi công được báo và phi công đã dùng cái hệ thống loa trong phi cơ đuổi tất cả 75 hành khách ra khỏi phi cơ, sau đó phi công và phi hành đoàn lặng lặng cuốn quần áo, túi sách đi ra khỏi phi cơ và đi luôn. Hành động này gây bất mãn rất nhiều và sáng ngày hôm nay thì ban giám đốc của Skywest Airlines họ cho biết là đã tiến hành cuộc điều tra nhưng mà để giải quyết cái vụ máy bay hôm vừa rồi thì họ đã điều động ngay một chuyến bay khác tới để bốc 75 hành khách đó tiếp tục cái chuyến bay từ Detroit đến Houston. Đây là một lối hành xử không thể chấp nhận được trong cái đời sống văn minh tại nước Mỹ. Và thưa quý vị, cuối cùng là tin liên quan đến một cái thị trấn tên là Port Core ở bên nước Anh. Tại một cái công viên có tên là Griffin Park thì các giới chức của chính phủ Anh vừa mới cho trình làng một cái nhà cầu tức là một cái nhà vệ sinh mới hoàn toàn. Chi giá của nó vào khoảng độ 200 ngàn Mỹ Kim. Cái nhà vệ sinh này nó có một số những cái tác dụng là thứ nhất là chống chống hút thuốc lá bên trong. Thứ hai là chống tất cả những hành vi phá hoại vẽ bậy và đặc biệt thứ ba là chống lại những hành vi tình dục có thể diễn ra trong cái phòng nhỏ của cái nhà vệ sinh đó bởi vì cái sàn của nhà vệ sinh được thiết kế đủ để có thể cân nặng cái sức nặng trung bình của một người vào khoảng 170 pound mà thôi nếu mà cái sức nặng nó tăng gấp đôi thì cái hệ thống báo động nó sẽ báo động cho biết rằng có hai người vào cùng một phòng vệ sinh và như vậy họ có thể có hành vi tình dục và cái phòng vệ sinh này cũng đặc biệt nữa là cứ đúng 10 phút nữa. xin lỗi quý vị cái thời gian như vậy là cứ một ngày là nhiều lần cứ 10 phút phòng vệ sinh đóng lại và nó tự động lau rửa bên trong để bảo đảm cái sự vệ sinh cho những người sử dụng và trong giai đoạn thử nghiệm này thì tại công viên Griffin Park người nào muốn dùng cái phòng vệ sinh mới này phải trả tiền chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai